Kính thưa quý bà con cô bác anh chị, thì hiện tại là chị Mến đang ở trong nhà của anh hai, nhận làm anh hai nuôi đó, thì ở trong cái xóm mà lúc trước mà chị Mến ở đỡ đó quý bà con cô bác. Thảo thấy là cái chuyện của chị Mến á bị người ta vu oan, nói chung thì cũng chị cũng đang buồn, khóc hoài luôn. Thì Thảo vừa mới làm một cái clip là cũng như là những cái giấy tờ bằng chứng, rồi tới mà cái bài báo luôn á, bài báo chính thống của nhà báo đó, thì chia sẻ về cái hoàn cảnh của chị khoảng 2-3 năm trước đó mà bị chồng đánh đó, thì có bài báo đầy đủ luôn, nhưng mà người ta vẫn không tin chị Mến là bị tật nguyền nha. Người ta nghĩ là chị Mến là lừa gạt. Bây giờ là mình có lời nào nói không chị? Em chỉ muốn nói với bà con cô bác với các xóm giềng ở đây là em chưa bao giờ sống giả tạo hay là lừa gạt gì hết bà con đó. Em còn sống đầy đủ hết, em còn chia sớt cho bà con những cái gì thì bà con tự hiểu lấy đó. Em không bao giờ em thiếu thốn gì đâu. Cái gì mà ở chung với em thì anh cũng biết, em cũng không, anh hỏi hết rồi, cũng em cũng không có thiếu thốn gì với gì hết. Vẫn em đi bán từng tờ giấy số, ngày em lại không có nhiều tiền nữa đó. Vậy em cũng sẽ nghĩ là kệ đi, kệ. Nếu như mình cũng cái tình cái nghĩa, tình nghĩa mình kêu bằng mẹ mà không lẽ mình không ấy, không cho người ta ăn sao? Một ngày mẹ hơn 200 ngàn, 200 mấy ngàn cũng có, ăn uống rồi sáng ra là em phải đưa cho mẹ 100 ngàn để mẹ ăn. Rồi sáng là mẹ muốn ăn cái gì phải đi ra mua, rồi quay trở ngược trở vô, rồi cho mẹ ăn, rồi mình mới đi bán. Tức là cái cô mà sau cái chị con của cái bác mà bị bút cổ đó ha, cái cô mà ở với chị đó ha? Không, cái chị mà ở với em chung nhà bên cái nhà với em đó. Cái chị mà ở mớm ở chung nhà với em, cái nhà mà nhà cũ bữa hổm đó ha. Dạ. Biết rồi. Là khi mà mình đi đi bán hoặc là ở chung với chị là chị cũng rất sáng là chị cũng đưa tiền để mà chị đi mua đồ ăn này kia đâu ha? Không, sáng là em phải đưa tiền, sáng là em đưa 100 ngàn. Dạ. Để cho gì muốn mua cái gì mua. Còn á, em phải đi ra, đi em chạy xe đi ra, rồi em phải đi ra ngoài em mua một bịch hủ tiếu hoặc là nuôi hay là cái gì đó. Vì muốn ăn cái gì á, sáng sớm á là em phải mua vô. Rồi tới trưa phải quay trở vô mua cơm trở vô cho gì nữa. Rồi tới chiều là phải đi mua cơm, mua đồ ăn, mua trái cây về để cho gì ăn đó. Rồi chiều về phải ngồi gì phải bắt em, cái tay em mới anh Thảo. Ngày đầu tiên em chưa có mạnh được đâu anh Thảo. Nói chuyện bình thường đi, đừng kìm cái xúc động ra chị. Nói chuyện với bà con nghe. Sức kèm cho gì được. Ngồi em phải có một tay này thôi. Mà tay này, tay em cũng còn yếu, không có được mạnh dạn như ta. Cũng phải sức kèm, tại vì em nghĩ là không sao. Nghĩ cái tình nghĩa đối xử với mình thôi. Mà không ngờ hôm nay em buồn quá. Người mà em kêu bằng mẹ cũng là mẹ của mình mà sao đối xử với mình vậy? Hồi bữa lúc đầu tiên đó là cái chị con của cái bác mà bị bút cổ đó là chị cũng kêu là mẹ. Dạ. Rồi cái chị mà khi mà ở bên cái chòi nhỏ với chị đó là cũng kêu mẹ luôn hả? Dạ, em cũng kêu bằng mẹ nữa. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là cái chị đó là có cũng như là nói là chị là lừa gạt không? Cái chị mà liền như là
ừ theo chửi em hết á. Em đi vô là vì em mới đi vô với chú này, cái anh này chạy ra là chửi dắt em đi vô là chửi em hả khùng điên để què sụi còn có chồng này nọ này nọ. Nói với anh hai là em còn đi ra anh thấy cái sân bãi ngoài đó anh hai anh chở anh ra đi lãnh với số giùm thôi mà còn nói em á anh hai chở em đi nhà trọ hả nói vậy luôn hả em buồn lắm nhưng mà em nói sao mà ai cũng muốn nói mình em buồn nhiều lúc về phòng trọ em nằm em cũng buồn có một mình anh vậy em cũng suy nghĩ sao mà cái số của mình không có được như người ta mình cũng muốn vui vẻ mình cũng muốn hạnh phúc có người vui vẻ với mình đùm bọc cho mình sao mình không có được như vậy cứ này anh thấy em vậy cái anh nói thôi mày qua đây nè qua nhà anh thì mày chơi anh qua nhà anh cho mày hát luôn nè mà anh hỏi nè qua cũng đâu hát gì được đâu hát cũng hồi nãy khi mà em vừa mới bước vào đó là em hỏi bà con ở đó rồi cái có người nào nói bên tai hay là nói là chị Mến đang ở bên đây nè đang ngồi nhậu á có không người ta ghét hay sao à, khi mà Thảo vừa bước lại là Thảo thấy chị ngồi đây nhậu nhạt gì em nói chứ gì đó hả em nói anh Thảo nha từ ngày mà mẹ em đẻ em ra tới ngày mà em được về em chưa biết học thử cái mùi điếu thuốc hay vô là lục, nếu mà ta nói nhậu nhạt thì vô lục thử có rượu có bia gì không? Dạ. Anh này cũng không có nữa, anh này cũng không biết. Có biết uống rượu gì đâu. Anh này cũng không biết uống giọt đúng rượu. Là miền đời ha. Cái gì tội chứ, không lẽ giờ bỏ. Anh tại em thấy đầu người ta giờ là người ta ghét luôn quan lây mình luôn, người ta ghét em thấy ghét cũng ghét tội không? Nghiệp ảnh nữa, tại vì người ta nói là em đi theo lừa gạt em này nọ gửi hả thấy em có tiền rồi đi theo đấy gì đó nói ta nói ảnh chị thì cũng tội cho ảnh nên em nói không biết giờ em tính sao bây giờ em không vô đây em cũng thấy không có thấy gì mà vô đây cái buồn em thấy buồn quá à. Cái vô nhờ anh em chỉ đường che chở vui vẻ nói chuyện được cho mình vui hơn không ngờ mình vô đây đủ thứ hết rồi còn miệng đời còn hơn ở ngoài em nói anh Thảo nghe mấy đêm về ngoài rồi đó em cũng buồn em cũng bị giật mình nói chung mình ở trong người mình nó bệnh nhiều lắm cho nên chị cố gắng ha mình đừng có buồn nói chung thì bây giờ nếu mà ai mà người ta gieo nhân thì ta sẽ gặp quả thôi chứ không có gì trơn ở miệng đời mà mình đừng có để bụng cái đó. Thí dụ như những cái trường hợp như thế đó họ cái tâm họ không tốt á thì lúc nào họ bị bệnh khi mà họ bị phát bệnh lên rồi là đâu có ai cứu được đâu có thầy nào đâu cứu được giống như cái nghiệp của mình nó nặng quá là đâu cứu được còn chị thì hiện tại là bây giờ là chị được hai người thầy người ta cứu đó chị là trường hợp thứ nhất chị Nga là trường hợp thứ hai trăm ngàn người mới được người đâu phải là thầy đâu phải là thần tiên thần thánh gì đâu mà cứu hết đó tùy theo người có căn duyên với thầy không có căn duyên với người ta mới cứu được ta giúp đỡ cho mình đó vì cái trường hợp của chị Thảo cũng xin nhắc cho tất cả bà con cô bác anh chị có nhiều cô bác kêu là hai người thầy phải ra mà đổi chứng đâu có được đâu có quyền đó tại vì người ta ẵng thêm cái là người ta điều trị cho chị Mến là không có tiền bạc không có gì hết
Mà bây giờ em nói với chị Mến như thế này nè, ai nói gì nói kệ người ta ha. Mình cố gắng mình lo cái cuộc sống của mình đi làm ăn kiếm tiền. Còn ai nói gì nói, thì em cũng xin góp ý với chị Mến như thế này. Hiện tại là mình được điều trị cũng như là mình đang hồi phục lại nó cũng là nhiều lắm rồi. Bây giờ mình khi mình đi bán á, mình cố gắng ha. Hiện tại là cái chân chị còn nói chung là đi nhiều thì nó sẽ đau. Thì bây giờ chị cứ ngồi trên xe, nhưng mà khi mà chị đi xuống chị bán á, chị đi xuống mà chị mời người ta thì chị đứng lên chị mời người ta, chị đừng có ngồi, hiểu không? Nếu mà chị ngồi thì người ta nói là chị giả bộ hoài. Dạ có. Đó, em hiểu chưa? Cũng đi ra ngoài, em cũng đi đó. Xuống. Còn cái miệng đời thì người ta nói gì cỡ người ta, không đừng quan tâm. Mình mà sống mình phải đạp lên dư luận mà để mình sống, chứ mình chỉ sống mà người ta nói chị chút xíu cái là chị buồn, chị thất vọng là đâu có được đâu, chị đâu có sống được. Miệng đời mà, ai nói gì kệ họ, mình chỉ biết cái quan tâm mình làm đúng làm tốt là được rồi. Nó còn mà thí dụ như người ta muốn thưa kiện hay là người ta muốn gì đó thì cứ để cho pháp luật giải quyết. Nếu mà chị sai thì chị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nó còn mà chị đúng là họ sẽ chịu ngược lại, và thêm cái họ chịu tội với trời Phật luôn. Đúng chưa? Em nói chị được rồi đúng không? Đó, cho nên chị đừng có buồn. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Không có gì hết trơn á. Đó thì em có ý kiến với chị gì đó. Thì cố gắng lên, đừng có buồn nữa. Ai nói gì nói kệ họ. Đó thì lâu lâu rồi vô thăm anh hai gì đó, hoặc là kêu anh hai với chị hai đó ra ngoài trò chuyện. Còn thôi thì vô thăm anh hai chị hai rồi xong rồi đi về. Đó, rồi nếu mà còn duyên với bà con chòm xóm thì lúc đầu thì bà con chòm xóm cũng thương chị cũng rất là nhiều. Nhưng mà sau này nhiều khi người ta chưa có hiểu hết á, rồi người ta nghĩ là chị lừa đảo lừa gạt gì đó. Thì em cũng có làm clip bằng chứng cho chị xem, là cho mọi người xem, đó là cái bài báo là rõ ràng đó. Đúng chưa? Đó, bài báo rồi giấy tờ đầy đủ hết trơn á. Đó. Mà hiện tại là bây giờ là cái hồ sơ cũng như là giấy tờ là vẫn còn nằm ở dưới bệnh viện Long Xuyên đúng không? Ừ. Nếu mà cần thiết, công an vào cuộc cần thiết thì họ sẽ điều tra cái đó ra. Đó. Cái đó là cái chuyện bên công an người ta làm. Đó. Còn mà cái miệng đời thì người ta nói gì kệ người ta, đừng quan tâm. Đúng không? Đó. Cho nên là chị đừng có buồn nữa. Thì hôm nay thì, nói chung là hôm gài em cũng đi quay giúp qua những hoàn cảnh khác, thì chị hiện tại là cái trường hợp của chị là em cũng đã kêu gọi và ngưng kêu gọi là hết rồi. Nó thì chị cũng đã có được một cái số tiền để đi điều trị, nhưng mà rất là được may mắn được hai người thầy đang điều trị cho chị, là cái tiến triển nó rất là tốt. Cho nên mình cứ đi theo hai người thầy, người ta nếu mà còn duyên thì người ta đến nữa, còn hết duyên thì bây giờ là chị cố gắng chị tập đi. Còn mà sau này mà thí dụ như nó có cái gì nữa thì cái lúc đó thì tính cái chuyện sau này. Thí dụ như cái chân chị nó bị lợi hay như thế nào đó, thì nếu mà phương pháp điều trị này không được đó, thì có thể là mình đi qua bệnh viện. Đó vậy đó. Đúng không anh? Đúng rồi. Cứ điều trị. Thì bây giờ người ta cứu, tôi cứu hết cái khả năng của người ta tới đó thì rồi còn bổn phận sau là của mình. Đúng rồi. Đó. Mình cũng nhẫn tập. Chị mình cũng phải cố gắng nữa. Người ta giúp là một phần thôi, mình cũng phải cố gắng mình tập đi. Sau này mình đi đứng được luôn. Đó. Còn nếu cảm thấy sau này cái giò mình không có ấy được nữa thì tính sao? Ai nói gì nói, bây giờ mình gắng tập mình đi. Bây giờ người ta nói gì người nói chứ chị đừng có để bụng làm gì, chị buồn làm gì. Làm gì? Nào, nghe... Phải đạp lên dư luận để sống vậy thôi. Mình đã có tinh thần trải qua một cái cửa ải chết rồi, bây giờ mình phải bình tĩnh trở lại. Chuyện gì mà xứng đáng. Chị phải dương lên. Sống gì cho bản thân. Con chị con nữa đó. Chị phải lo cho con chị. Nó bây giờ em nói với chị nè, hiện tại là chị đang đứng trước mặt em đi, thì em chỉ thấy được ngoài trước mặt chị chứ không bao giờ em thấy ngoài sau lưng chị. Em nói cho chị hiểu rồi đó, đúng không? Em thấy chị trước mặt chị thôi, nhưng sau lưng chị em đâu có thấy đâu. Cho nên người ta lên chỗ bàn tay thì cũng có bàn tay lật ngửa nè. Đó thì người ta bữa nay người ta nói gì, nhưng mà người ta ngày mai người ta nói khác, chứ đó chuyện của người ta, thấy không? Quan tâm làm gì. Thôi đừng có buồn nữa. Rồi, kính thưa quý bà con cô bác anh chị, đây là một cái những cái giấy tờ của chị Mến nè. Thì mấy clip trước thì Thảo có quay đó. Đó thì còn cái vụ án đó thì Thảo cũng có quay cho bà con cô bác anh chị xem, đó là cái bài báo đó. Nó lên tới mấy bài báo lận, bài báo chính thống chứ không phải là báo lá cải nha. Đó thì bà con
muốn biết cái thông tin của chị Mến mà như thế nào đó, cứ vào Google gõ Lâm Thị Mến. Lâm Thị Mến là sẽ ra hình ảnh của chị Mến và cũng như là cái thương tật của chị như thế nào, bài báo nó nói như thế nào luôn, gãy tay, gãy mấy ngón tay gì ở bên tay trái đó, nó rồi với cái giò đó, cái giò trái nữa đó, nó băng bó tùm lum hết trơn á, chị Mến đó, là bị chồng đánh đó, rồi bác sĩ băng bó đầy đủ, nói chung là thương tích rất là nhiều mà bệnh rất là nặng, đủ thứ bệnh hết trơn. Hiện tại bây giờ là chị bị cái vấn đề mà cái não á, nhiều khi á em nghĩ cũng có đôi lúc đôi phần là chị Mến lỡ lời á, nói với bà con á, nhiều khi rồi người ta giận, cũng em, có cũng có những trường hợp em, đó anh hỏi hết mấy anh ở đây, em chưa bao giờ nói gì, em không có nói một tiếng gì để nói đâu, em anh hỏi hết thì em chưa bao giờ nói. Nhưng mà thí dụ như chị Mến lỡ có lỡ lời đó thì mọi người cũng như ở trong xóm này có coi clip thì thông cảm đi, tại vì người ta bị bệnh với thêm cái vấn đề thần kinh ta không ổn định, cho nên mình đã giúp cho chót, làm phước cho chót luôn, hãy quan hỷ với thông cảm cho chị. Một người mà bình thường thì nó khác, còn này là chị Mến nó bệnh quá nhiều, đủ thứ bệnh hết trơn á, cho nên mình thông cảm cho cái trường hợp của chị Mến đi bà con cô bác. Rồi vậy ha. Thì nếu mà bên công an mà người ta có vào cuộc người ta điều tra thì cứ để người ta điều tra. Nếu mà chị sự thật như vậy thì chị không có sợ. Nếu mà chị đúng là chị không có sợ, đúng không? Là đôi chân của chị là chị không có đi đứng được, đúng không? Dạ. Chị xác nhận là đúng. Dạ đúng. Dạ thì chị, nếu mà là chị đúng thì chị không cần phải sợ. Công an người ta vào, người ta vào cuộc người ta điều tra thì cũng đúng thật sự như vậy à. Thì lúc đó thì những người mà vu khống, những người mà nói chị đó thì họ sẽ tự ái nái với lương tâm của họ, đúng không? Cho nên mình đừng có sợ. Thì Thảo thì lúc mà Thảo quay chị Mến đó quý bà con, trước tiên là cái ngày đầu là quay ở cái bồ đề và đi theo chị Mến vào ở trong cái xóm trọ này, là trước đó là Thảo đã tìm hiểu và lên mạng và thấy là cái trường hợp của chị Mến bị chồng hành hạ, là lên cái bài báo chính thống luôn, bài báo thật sự luôn, cho nên là Thảo mới đồng hành với chị để mà giúp đỡ cho chị, nhờ kêu gọi mạnh thường quân bà con giúp đỡ cho chị, cũng có một cái số tiền để đi điều trị, nhưng mà rất là may mắn được hai người thầy cứu giúp, cho nên là chị còn dư một cái số tiền đó mà để gửi tiền ngân hàng. Những lúc mà trao tiền Thảo đều trao đầy đủ hết đó. Thì thôi bây giờ thì em cũng về ha. Dạ. Khuyên chị mình đừng có buồn ha, ai nói gì nói nha. Dạ. Dạ, cố gắng lên đừng có buồn. Thì nữa thì em đăng clip đó thì có gì chị hoặc là anh gì đó thì coi nha, mọi người cùng xem ha. Rồi vậy thôi, em chào nha. Em cảm ơn anh Thảo và cảm ơn anh Thường, bà con cô bác. Dạ.